Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 15 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 15 này, mình chính thức hướng dẫn các bạn các chiêu vụt từ động tác vụt số 1. Trước tiên, chúng ta cầm vào giữa thân côn, sau đó về thế thủ cơ bản. Nhưng đặc điểm của chiêu vụt số 1 này đó là các bạn để không để ở góc 45 độ nữa, các bạn để dọc cái khuỷu tay ra trước nhá. Đó, bình thường là thủ như này, sau đó các bạn kéo về dọc hướng cái đuôi côn này ra đằng trước thế này này. Tiếp theo, các bạn rút chân sau về. Đó, ở cái tấn tự nhiên trong luyện tập ấy. Đó, rút chân sau về. Tiếp theo này, đối với vụt số 1 này, các bạn chú ý như sau. Mình sẽ làm mẫu trước và bạn Đức nhìn theo và mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đây, 1 2 3. Đó, mình sẽ phân tích cái chiêu này này. Khi chúng ta đứng thế này thì chúng ta sẽ đánh xuống như thế này. Đánh thẳng tay xuống nhá. Ở trên cao đánh thẳng tay xuống rất là đơn giản thôi, thẳng tay xuống. Nhưng các bạn chú ý này, các bạn không nên làm khi mình chưa giảng xong nhá. Các bạn đánh xuống thì các bạn phải ngửa cái tay này ra, đây, cái tay này như này. Không ngửa ra như này mà cũng không quặp vào như này. Khi quặp vào thế này này thì sẽ bị cái thân côn đập vào đầu gối hoặc đập vào hạ bộ của chúng ta thì sẽ rất gây nguy hiểm. Đấy, chúng ta chú ý này, khi các bạn ở trên cao các bạn đưa xuống như này thì cái tay nó phải như thế này. Cái thân côn dọc so với cơ thể và cái thân côn này nó sẽ bị ép vào phía cái, nó bị kênh vào đây. Nếu như thân côn dài nó bị kênh vào đây nữa. Đấy, nên là các bạn sẽ có một cái đường dọc xuống thế này. Đó, không bị ngửa ra. Ngửa ra là ví dụ vụt này, ngửa ra ngoài thế này là lủng lẳng côn, hoặc vụt vào đây là sẽ vào đầu gối nếu bị quặp tay. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đây này. Đấy nhá. Thủ lên thế này, sau đó đánh xuống, thẳng tay xuống như này. Chú ý cái này này, phần này này nó phải ra đằng trước, không quặp sang như này, không úp mu bàn tay hoặc cũng không ngửa mu bàn tay, mà phải dọc như này. Các bạn sẽ cảm giác có một cái sự căng tức ở đây, căng tức phía tay này. Và các bạn chỉ nên để ở tầm khoảng này chứ không vuốt ra sau. Đấy, như sau này. Đây, bạn Đức đứng thế tấn luyện tập nhé. Đây, lên cùng đánh nhá. Up. Rồi bạn Đức đánh xuống và dừng ở đấy. Up. Đấy, dừng nhé. Thì nó chỉ tầm này thôi, các bạn không nên kéo quá xuống đây. Nếu như kéo quá xuống đây nó sẽ có một cái bất lợi như sau này. Bạn Đức xoay sang bên này. Bạn Đức tấn công, đứng chân kia lên. Đúng rồi, trong luyện tập các bạn đứng tay, luyện tập số 1 này, tay đánh ở bên nào thì chân đứng bên đấy. Ban đầu chúng ta tập là như vậy nhé. Bây giờ nếu như em vụt, em thả côn ra. Nếu như vụt, đây, sẽ vào đầu như thế này. Đấy, rồi em thu côn về. Đấy, nếu như bạn Đức vụt là sẽ vào đầu. Thì ví dụ như bạn Đức vụt mà hết tay nhé. Bây giờ bạn Đức vụt hết tay đằng sau nhé. Ốc, đuôi về. Sau đó mình tiến lên kịp ấy thì là mình chặn như này, bạn Đức hất tay lên là mình chặn được cái tay của bạn đấy. Tức là bạn ấy đưa về sâu quá thì lên tay nó chậm quá thì sẽ bị chặn. Mà tay mà cầm côn mà bị chặn thì là sẽ bị mất hết cái khả năng chiến đấu của cái côn. Đây, như sau này. Ốc. Đó, chặn được như thế này là xong này. Cái thân pháp của rất nhiều người còn nhanh hơn mình rất là nhiều. Đấy, người ta lên rất là nhanh, bật về và lên rất là nhanh. Đấy, vì này, tại này. Ốc. Lên này. Đấy, chặn lại như thế này là không làm gì được nữa. Chính vì thế, nếu như mà bạn ấy đến đây và bạn ấy hất lên luôn thì khi quá trình mình bật vào mình đã bị vào cằm như thế này rồi, các bạn hiểu không? Bạn Đức đánh xuống này. Xuống này. Lên. Đấy, bạn Đức đánh xuống như này rồi bật lên luôn thì là cái đường côn lên cực kỳ nhanh, nên là đối thủ vào là cũng bị ăn đòn luôn. Chính vì thế nên là mình hướng dẫn các bạn là chỉ đánh có cữ tầm này thôi. Đây, tầm này thôi. Đó, chéo tầm này là các bạn đã phải lên rồi. Và khi đến đây thì thân côn nó sẽ vít ra đây là vừa. Rồi lên này. Đó. Và cách đánh như sau này. Chúng ta tập tay phải thì tay trái của chúng ta cũng phải biết thủ nhé. Đây này, như sau này. Lên. Đánh xuống, tay này thủ lên đây. Đó, sau đó lại đưa lên. Đánh xuống, đưa lên. Tập nhẹ nhàng ra nhá, quen đường côn đã. Đánh ở phía ngoài này,
chứ đừng đánh vào thẳng vào ống đồng nhá. Đó, đánh ngoài này, thủ này. Tại sao phải thủ như thế? Rồi bạn Đức đánh xuống rồi dừng này, đánh xuống thủ đấy. Ví dụ như thế này này, như đối thủ mà có thể tiến lên được, có thể tiến lên và đánh thì là bạn Đức có thể che được hết toàn bộ cái phần mặt ở trên này, phần cằm má đấy và phần mang tai. Đấy là chúng ta thủ cho chúng ta ở cái góc này. Chúng ta có công, chúng ta cũng phải có thủ cùng một lúc nhé. Vị, chúng ta vụt như sau này. Phía đằng trước này chúng ta phát lực thật mạnh vào. Đây, nghe nhé. Sau xuống đây chúng ta giảm lại, giảm nó lại. Và thân côn sẽ bay ra đằng sau, sau đó chúng ta hất lên. Đó, nghe, nghe gió này. Đó, nghe nhé. Đó. Đấy, vụt số 1, nếu có lực nó sẽ phát lực ra được như vậy. Nhớ nhé, nhưng mà đừng vụt như này nhé. Đừng vụt ra đằng sau như này nhé. Vụt có tầm thôi, đây. Đến đây là dừng, nghe nhé. Đó, ok. Giờ mình với bạn Đức sẽ tập 10 cái. Sau cái thứ 10 thì hô nhé. Chuẩn bị. Dọc tay đằng trước nhé. Động tác này nên để dọc đằng trước thì đường côn nó sẽ chuẩn hơn nhé. Và hạn chế không kê tay đây mà chúng ta phải tập thủ lên đây nhé. Chuẩn bị này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hey! Đó. Đó là vụt đơn một tay. Bây giờ mình sẽ kết hợp vụt hai tay. Đối với vụt hai tay thì các bạn chú ý này, vẫn cứ đứng chân trước chân sau như thế này, nhưng tay trái sẽ chú ý hơn. Chúng ta sẽ xoay hẳn người lên, cầm lên vai như thế này. Đó, như này nhá. Vụt tay phải xuống, rồi lên, vụt tay trái xuống, rồi lên. Đó, đấy là cách làm việc của hai tay. Giờ chúng ta sẽ vụt cùng một lúc. Đi xuống nhỉ, xuống này, lên này, xuống này. Hai tay đúng đến tầm cữ này là dừng nhá, không vuốt ra sau nhá. Đây, vụt xuống, bật lên luôn, xuống, bật lên luôn. Đây, xoay ngang cho bạn xem này. Vụt xuống, bật lên luôn, xuống, lên, xuống, lên. Đó. Khi lên ấy, thì các bạn chú ý này. Khi lên này, chúng ta lúc đầu chúng ta sẽ để dọc như này, nhưng để giữ được thân côn chúng ta để hơi chéo cái khuỷu ra một chút để giữ cái thân côn lại. Nếu như để này thì nó trượt đi mất này. Đó, nên để chéo đánh xuống này. Khi đưa lên chúng ta cũng phải để chéo như này, nhưng đánh thì phải đánh dọc nhá. Chuẩn bị đánh 10 cái nhá. Chuẩn bị này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hey! Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ kết hợp di chuyển đối với cái động tác này. Bạn Đức lùi chân thịt ra sau như thế này, chân sau lùi thịt ra sau. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến lên như này này. Cái cách tiến và đánh nó sẽ như sau nhé. Vẫn là cái cách tiến mà mình đã hướng dẫn như sau. Bước lên, sau đó đánh này. Đó, lại nhá. Nào. Up. Về này. Lùi cũng đánh nhá. Up. Đó. Up. Up. Đó. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh vụt số 1 hai tay nhịp nhàng nhau như sau này. Đây. Nhịp nhàng này, tay phải với tay trái nhá. Mình sẽ làm trước này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó. Bạn Đức làm theo nhé. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hey! Đó. Đó là động tác của số 1. Các bạn cần chú ý, lưu ý nhất những cái mình đã hướng dẫn, đó là chân trước chân sau. Tiếp theo là đánh xuống thì là tay có cữ đến tầm này chứ không buốt ra sau. Thứ nữa là chú ý đến cái phần cổ tay này, không quặp vào. Rất nhiều bạn đánh sai là cứ quặp vào thế này, tuy nó không vào chân nhưng sử dụng lâu dài nó là không tốt, nó sẽ bị đập vào chân một lúc nào đó. Đó, hoặc không ngửa ra mà muốn thẳng được côn thì tay phải để như thế này nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip, chúc các bạn thành công.